Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài 26 Chlorine. Tên cũ là clo. Công thức hóa học của chất là Cl2, phân tử khối bằng 71. Đối với tính chất vật lý của clo thì các em nhớ clo độc. Nó là một khí độc màu vàng lục, mùi hắc và tan được trong nước. Xét tính chất hóa học của clo, chlorine. Chlorine là một vi kim nên nó sẽ có tính chất của một vi kim. Nhưng lưu ý là chất này không phản ứng trực tiếp với oxygen. Ngoài ra, chlorine còn có một số tính chất hóa học khác mà nhờ đó chúng ta có rất nhiều ứng dụng. Đó là chlorine có thể tác dụng với nước để tạo thành HCl và HClO. Hai chất này sẽ phản ứng ngược chiều lại để tạo thành Cl2 và nước. Vì vậy, nước chlorine có màu vàng lục, mùi hắc của khí. Nếu chúng ta nhúng một tờ giấy quỳ tím ẩm vào thì quỳ tím ẩm sẽ hóa đỏ rồi mất màu ngay. Chính vì vậy chúng ta dùng phản ứng này để nhận biết Cl2 bằng cách dùng giấy quỳ tím ẩm sẽ thấy hiện tượng quỳ tím hóa đỏ rồi mất màu ngay. Nếu cho chlorine tác dụng với các dung dịch kiềm thì phản ứng cũng sẽ xảy ra. Ví dụ như khi Cl2 vào dung dịch NaOH trong dung dịch có nước, các em thấy sẽ tạo hai axit. Và hai axit này sẽ gặp NaOH để tạo hai mũi tương ứng. Na liên kết với gốc Cl tạo NaCl. Na liên kết với gốc ClO tạo NaClO và nước. Cũng như HClO, NaClO nó có cái gốc ClO. Gốc này có tính oxy hóa rất là mạnh, cho nên nó sẽ phá hủy các phẩm màu và làm mất màu của chúng. Vì vậy mà nước chlorine hay là nước clo nó có tính tẩy màu, dùng để sát khuẩn, sát trùng nước máy. Và hỗn hợp của NaCl với NaClO được dùng làm thuốc tẩy với tên gọi là nước Javel. Như lúc nãy chúng ta biết thì chlorine có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Và cụ thể là các em thấy người ta dùng để khử trùng nước sinh hoạt, dùng để làm tẩy trắng vải sợi, tẩy trắng bột giấy, dùng điều chế nhựa PVC, điều chế nước Javel, chlorovôi, bột tẩy, v.v. Vậy khi cần Cl2 thì chúng ta làm sao? Ở trong phòng thí nghiệm, người ta sẽ cho HCl đặc tác dụng với những chất có tính oxy hóa mạnh như MnO2, KmnO4. Sẽ thu được khí Cl2 màu vàng lục. Khí này sẽ được làm khô bằng H2SO4 đặc. Các em quan sát hình 3.5 trong sách giáo khoa trang 79. Và thu vào bình bằng cách đẩy không khí, bởi vì Cl2 tan được trong nước và nặng hơn không khí. Khi cần một lượng lớn hơn trong công nghiệp thì người ta sản xuất như thế nào? Các em xem sách giáo khoa trang 80 nhé, phần này chúng ta đã được học rồi. Về nhà, các em làm bài 3, 5, 6 và 10 trang 81 và chuẩn bị ôn tập để kiểm tra học kỳ 2. Thân chào tất cả các em, hẹn gặp các em ở những tiết ôn tập sau.